Rồi xin chào các bạn, thì hôm nay là cái ngày mình phát cá, thì cũng rất là may mắn là có anh trai đến phụ nè các bạn. Anh ở đâu nè? Ở Bình Triệu. Tôi tên Khanh. Ở nhà anh nuôi nhiều không? Không, nuôi mấy con chơi vui thôi. Thì cũng rất là hên có anh này lại phụ, chứ giờ mình đóng cũng không kịp đâu. Đây các bạn, đây là cá mình chuẩn bị mà phát cho anh em nè. Nước nó hơi đen vậy thôi chứ cá là sẽ cói nha. Anh em nuôi là hả, chân là hết bài luôn. Đây toàn là sai, các bạn thấy không, một ngón tay không á. Hồi đóng xong thì mình sẽ coi là bao nhiêu bịch và mình sẽ phát theo bao nhiêu phiếu tương ứng với những cái bịch, để tránh trường hợp là các bạn lại sao thì mình sẽ báo là hết để các bạn khỏi đợi. Tại vì chỉ có số lượng, chỉ có ít thôi các bạn. Các bạn, hôm bữa là mình báo có hai con lách lu thôi. Hôm nay thì mình do là số lượng cá mình thấy hơi ít á, mình bỏ thêm một vài con vô nữa. Anh Khanh nãy giờ thấy đóng cá, anh thấy cá làm sao nè? Cá đẹp lắm nha mọi người. Mà thấy sai nó bự ha. Sai nó bự, không có nhỏ, cá đẹp nhưng không phải cá xấu đâu nha. Đó các bạn, cũng chừng gần 50 con anh ha. Đó, ảnh đang phụ mình đóng cá nè. Đây để mình quay review từng con cho các bạn xem. Xuống dưới phụ em quay. Các bạn bây giờ là mình đang phát phiếu, khi mà hết phiếu này thì đồng nghĩa với hết cá nha các bạn. Mấy anh lấy cá đúng không? Mấy anh qua lấy phiếu à. Hết phiếu là hết cá nha, để mất công hồi vu đông quá rồi không đủ. Sao em nuôi gì nè? Em mới ép con Black Lu xong nó lên đốm luôn anh. Vậy hả? Ừ. Ai mua cho em con đó? Dạ cậu em cho anh. Rồi có bán được con nào chưa?
Hồi chưa em mới ép không à? Môn này con nít chơi nhiều rồi á. Nhiều lắm. Có mà ép được, nó giỏi hơn em. Ừ. Vậy chỉ anh ép đi, ép sao nè? Đúng rồi. Em bỏ lá bàn vô, xong rồi em bỏ con máy vô cái hũ, xong để cho con chấm viên máy quen, xong em thả con máy ra. Ghê chưa? Ghê. Thấy giỏi không? Nuôi cá con, nuôi cá bột bằng cái gì? Em cho ăn trứng nước anh. Trứng nước hả? Trứng nước thì hơi bự ha. Có ATM cũng được nè, trùng cỏ. Xong chưa? Xong chưa? Rồi rồi, các bạn ship hàng bốc nha, hên xui nha. Mỗi người một con nha. Con này cho hai con. Cái này được con nhỏ con lớn. Cái này tại vì cái con này còn nhỏ cho nên em để hai con. Rồi quá. Anh lấy cá hả? Lắc lưu đó. Nít rét đó còn. Cảm ơn chưa. Rồi. Rồi cái này còn dư cá thì một hồi ai đợi sao thì mình cho bóc. Rồi con này ok quá ngon rồi con này. Con nó giữ đẹp dữ hồn. Hình xui mà. Con này đẹp nhất con nó luôn. Đẹp quá trời luôn. Wow, con này đẹp quá trời luôn. Đây, đây, vàng khèo luôn. À, đây cũng đẹp đó nè. Quay vô đây. Wow, hú đẹp. Còn một hồi cái này ai đợi sao thì mình để cho bóc. Anh bóc chưa? Nè anh phụ em lấy hai con đi. Hai này thôi, nó bóc phiếu luôn nè. Rồi, tôi nhận xuống tôi bóc nha. Một chú. Rồi. Hai chú. Trời, hai con vàng khèo quá ông này hên vậy. Khè luôn á. Thôi rồi, để con mấy người này coi. Cũng được rồi, không có tệ. Kiếm thêm mấy cống nữa. Bóc được máy rồi. Đâu máy hết. Kệ, có ai cần thì đổi. Máy hết. Ai cần trống nữa. Máy hết. Có trống nữa. Cái em nuôi sao nó hành vậy? Trời, bạn này đem qua cho mình rồi các bạn. Bạn giao lưu cho mình mấy con nè. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Dạ. Trời ơi, quý quá trời luôn nè. Cái này là cái gì nè? Cắt nai đó mà không hiểu sao nó lên lưu giống như là HP lưu vậy đó. À. Dạ. Bạn thấy một con đủ không? Đủ thì bóc thêm đi. Hả? Cho bạn thêm con nữa. Nếu mà bạn thích thì bạn cho bạn thêm con. Tại bây giờ bạn cho mình nhiều quá, mình cho lại có một con kỳ quá. Trời, vậy bắt lại con cho ấy.